bé này giờ dạo này nó cũng hơi to rồi đó, tầm 1 năm nữa nó còn to. Trong hồ mình chỉ có đúng một con cá lóc kính này thôi, đúng một con này. Mình cũng mua con ở nữa, tại vì con này màu này sẽ màu lớn lắm đó, nó to rồi. Nó đang ăn rác đó, nó ăn những cái con rong rêu. Dọn vệ sinh tốt đi nha, luôn chăm chỉ nha chưa, luôn chăm chỉ để cho cái hồ cá lúc nào cũng xanh sạch nha chưa. Rồi đấy đấy, chào thành viên mới trong hồ của mình đi, thành viên mới của mình đấy. Ba con hai, một con cá chuột với con cá nó cũng hiền đấy, nó không có sợ sệt, nó không có gặp mà nó chạy này. Nó vẫn bình thường như nó vẫn sống chung nhau, nó quen rồi, nó không có sợ. Những con này nó sống chung với nhau không có sợ, chỉ sợ những con cá cái dông này mai mốt nó lớn lên nè, nó to lên nè, nó sẽ ăn những con cá nhỏ ở trong hồ của mình thôi. Nhưng tầm cái này thì mình sẽ thả nó vô đây thì không có lo. Lúc trước ấy, mình thả chung cả những con cá kỳ nhông to vô á, là những con cá này nó bị ăn luôn, nhưng con cá kỳ nhông nhỏ này nó bị con cá kỳ nhông to nó ăn luôn, mà nó ăn cả đồng loại nó luôn. Mình không nghĩ là nó ăn chung với đồng loại nữa mà nó ăn nốt chừng luôn, nên là mình không có dám thả ba con cá kỳ nhông to của mình trên này nè, ba con axolotl trên này nè, mình không dám thả. Nên nhiều người cứ hỏi mình là tại sao nhốt nó như vậy, không có thả nó ra, tại vì mình đâu có hồ đâu, giờ mình có thả chung vô trong đây là nó ăn mấy con cá bự thì sao. Nên là nhiều người cứ hỏi thắc mắc là sao không thả mấy con cá này ra, mấy cá này nó xuống là nó ăn những con cá con đó, nên không dám thả nó ra. Nào cũng nốt, cũng nào cũng phải nhốt nó trên đó đó. Và mình mỗi lần mình cho nó ăn rất là dễ dàng, nó tập trung đây, còn nó xuống đây nó nghịch ngợm, nó chạy phá lung tung á, chỉ có sợ nó ăn những con cá nhỏ dưới này thôi. Nhiều nhiều người thì cứ sợ mấy con cá kỳ nhông này nè, tại vì hình dạng của nó giống như con thằn lằn, mà mình cũng công nhận nó giống như con thằn lằn đó. Nên là nhiều người gọi nó là kỳ nhông nước, kỳ nhông nước nước là chắc là nó sống trong nước. Còn những con kỳ nhông khác thì nó nằm kỳ nhông đá gì đó, thì nó nằm ở ngoài, nằm trên mặt nước, nó nằm trên đất liền. Còn những cái con cá này, con cá kỳ nhông này nó phải trong cái hồ 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 nước, nó sống trong nước mà. Đụng nhau cái nó chạy nhau rồi, đụng nhau cái nó chạy đi, chạy mất dép luôn này. Mình thấy cái trong cái bụng của cái con này ấy, mình thấy lục phủ lục tạng của nó luôn á, mà mình không phân biệt nó ra nó là cái bộ phận gì trong này thôi, nhưng mà hầu như là mình nhìn thấy xuyên suốt nó luôn. Đấy, camera nó có đèn nó chiếu cho cái màu này nó bị chói ấy. Nó bị chói ra. Mấy con này nó xuống đây nó đâu có thức ăn gì đâu để cho nó ăn đâu, nên là đấy nó cứ như bơi vậy thôi nè, cho nó
nó bơi, nó vận động, làm quen với cái môi trường ở trong đây. Đây con này nó bơi sao, chui vô đây luôn nè. Tay chân nó giờ nó hoàn thiện rồi đó. Cái con này là một trong ba con đó, là tay chân hoàn thiện, gọi là đầy đủ nhất rồi đó, không bị cụt. Còn hai con kia nó bị cụt bàn tay. Như con này nè, con này cụt bàn tay bên bên trái, còn con màu vàng kia thì cụt bàn tay bên phải. Đấy, nó nhỏ nhỏ như này thì nó cũng hay bơi lắm. Đấy, đấy nó cũng bơi lên nó là đấy. Mình vô trong hồ kia là đại ca rồi của mày đấy. Mày vô là nó chừng chúng mày luôn á. Nó bơi, bơi như cá. Nó nhỏ mà, nó bơi trên này thì nó không có mất năng lượng nhiều. Đấy, nó bơi kìa, đấy. Mà hôm nay mình nhìn thấy con cá bề màu mái của mình, cái bụng nó bự hẳn luôn rồi đó. Này chắc nó chuẩn bị đẻ đó, chắc mình phải bỏ riêng ra một cái hũ riêng để cho nó đẻ, chứ không thôi chỉ sợ mấy con kia nó ăn con cá con của nó thôi, tội cho nó. Thấy bụng nó bự hẳn luôn rồi. Đó, đang nó hôm nay kiếm được người tình cho em rồi đây nha. Người tình rất là đẹp trai phong mã đó, hiệp sĩ đỏ đó, nha. Hiệp sĩ áo choàng đỏ đó, áo choàng đỏ full red luôn cho em đó. Cặp này nhìn giống như là chị cả này nhìn hơi bự mà ngộ thiệt. Mấy con cá gì đó giống như cá cái lúc nào cũng thấy nó to hơn những con trống nha, to hơn những con đực. Mấy con đực này nhỏ xíu à. Ba em trong hồ mình là đúng ba em nè. Và con cá ba đà cũng vậy, cũng chỉ có ba con nè. Mình công nhận là những con cá bề màu full red á, mình vô đó mình thấy nó là mình két nó liền, tại vì những cái màu nó đẹp. Còn mấy con cá màu khác như là full đen, full black gì, full bạc á, mình nhìn cũng có trong đó, nhưng mà những con đó thì giá nó rẻ hơn con này. Con màu đỏ này thì giá nó mắc nhất ở trong cái tiệm đó. Nó bán một cặp vậy là 1408 yên, tầm khoảng là phải 300.000 tiền Việt á, gần 300.000 tiền Việt á. Đây để mình lấy thức ăn để cho mấy em đó. Mấy em có ăn không? Đây mình sẽ bấm thức ăn đây. Mình đây có thức ăn, máy thức ăn tự động này nha. Đấy, đây là cái máy thức ăn tự động nè, mình hẹn giờ rồi đó, nhưng mà thôi mình sẽ bấm cho nó xuống, bấm tay đấy. Nó xoay một vòng đấy. Một vòng thì có thức ăn từng đây thôi, ít à, một ngày thì mình cho hai lần. Coi biết mấy em này nó ăn không.